Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bước số 11. Thì ở trong bước số 11 này mình sẽ tiến hành ghi kích thước và tinh chỉnh lại ba hình chiếu của hộp giám tốc của mình ha. Thì từ cái bước số 11 này trở đi á, thì ở đây các bạn thấy là mình đang sử dụng cái giao diện của phiên bản AutoCAD Machine còn 2020. Thì nếu như hiện tại bạn đang sử dụng phiên bản AutoCAD thường thì bạn vẫn có thể theo dõi video này, nhưng mà các bạn sẽ không làm nhanh được. Vì vậy mình có một cái lời khuyên cho các bạn, nếu như bạn chưa có cài cái phiên bản AutoCAD Machine còn á, thì các bạn có thể là lên Google các bạn search để tìm cái link tải cái phần mềm AutoCAD Machine Control này về để các bạn sử dụng. Khi mà các bạn cài cái phiên bản AutoCAD Machine Control thì các bạn sẽ sử dụng được cùng lúc song song hai giao diện. Giao diện đầu tiên là giao diện AutoCAD thường giống như là ở những cái bước trước đó mình chia sẻ cho bạn, và giao diện thứ hai là giao diện AutoCAD Machine Control giống như từ bước này trở đi mình sẽ chia sẻ cho bạn. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào một cái phần, đó là mình sẽ tinh chỉnh lại cái phần vỏ hộp của mình chút xíu cho nó hoàn chỉnh, rồi sau đó mình mới tiến hành ghi kích thước luôn. Thì đầu tiên ở đây đó là mình sẽ tinh chỉnh lại cái bộ chuyền bánh răng cũng như là mình đánh tiếng ảnh đầy đủ cho cái hình chiếu bằng của mình. Thì đầu tiên á là mình sẽ phá cái block bánh răng này ra. Mình dùng lệnh X Enter để mình phá block bánh răng này ra. Rồi bên cạnh đó những cái block của cái bạc chán dầu thì mình cũng phá ra luôn. Mục đích mình phá những block này ra để cho mình chỉnh sửa dễ dàng hơn ha. Còn những bạn nào không thích phá thì các bạn có thể block lại từng cái để các bạn vẽ cũng được, không sao hết. Sau khi mình phá block ra rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chọn tất cả đối tượng và chúng ta sẽ xóa bỏ những cái ràng buộc này đi. Ở đây các bạn sẽ chọn tất cả đối tượng nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái mục là Parametric và chúng ta bấm vào cái nút là Delete Constraint ở đây để chúng ta xóa bỏ những cái ràng buộc đi. Rồi mình sẽ phá cái block cuối trục ra luôn ha các bạn. Rồi sau khi mình phá block cuối trục này ra thì mình cũng xóa những cái ràng buộc này đi luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tinh chỉnh bánh răng. Thì đầu tiên mình sẽ xóa bỏ những cái nét tăm này ha. Rồi những cái nét tăm này chúng ta sẽ kéo dài ra. Ví dụ ở đây mình sẽ kéo dài ra khoảng 5 ly nữa. Rồi nét tăm bên đây cũng như vậy. Rồi ở bên đây luôn. Rồi ở đây chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái đường ếch beeline. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh trim để chúng ta cắt bỏ cái phần này đi ha. Rồi ở đây các bạn sẽ vẽ thêm một cái line từ đây nối vào đây nè. Rồi chúng ta dùng lệnh trim chúng ta cắt bỏ. Rồi ở đây cái đường tâm này các bạn sẽ kéo dài ra 5 ly chẳng hạn. Rồi bên đây cũng tương tự như vậy nha. Rồi trong trường hợp cái lỗ thoát này các bạn cảm thấy nhỏ quá, các bạn có thể cho nó lớn ra. Trong trường hợp này cái lỗ thoát này hiện tại mình chỉ cho nó là 20 thôi. À, trong trường hợp này mình thấy nó nhỏ, mình kéo ra là mỗi bên khoảng 5 ly nữa cho nó to ra ha. Rồi ở bên đây mình cũng làm tương tự như vậy. Ok, rồi tại cái vị trí này nè, chúng ta sẽ thể hiện cái góc ăn khớp. Do đó cái vị trí này các bạn sẽ chuyển nó về cái nét đích. Rồi chúng ta vẽ thêm cái đường line cho đó. Rồi chúng ta dùng lệnh MA để chúng ta chuyển cái đường line vừa mới vẽ về nét đích luôn. Rồi ok, sau đó là các bạn sẽ tiến hành đánh mặt cắt. À, mình bấm về tab home nè, mình bấm về đánh mặt cắt. Đối với phiên bản CapMechanical thì chúng ta sẽ đánh mặt cắt nó nhanh hơn. Rồi ở đây các bạn dùng lệnh BH.
Rồi sau đó các bạn sử dụng lệnh MA. Rồi dùng lệnh MA để copy cái đường này ha. À sorry, mình cần cho nó z lại đi. Rồi đây các bạn dùng lệnh MA từ bên đây qua nè. Rồi sau đó copy cái MA từ đây. Đổi màu ha. Ok. Rồi, những cái đường tâm ở chính giữa này nè các bạn thấy nó đang chồng chéo với nhau nè. Thì chúng ta sẽ gom nó lại. À, ở đây các bạn sẽ gom nó lại thành một đường duy nhất thôi. Chúng ta dùng lệnh Z. Đây chúng ta nối nó lại. Rồi cái thằng nào mà chúng ta không nối được ấy, thì các bạn sẽ xóa nó đi nha. Đừng có để nó chồng chéo với nhau thì nó không có được đẹp. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt bỏ những cái nét thừa đi. Chẳng hạn như ở đây nè, mình dùng lệnh trim. Đây mình cắt bỏ nét thừa đi nè. Rồi đây mình có nét thừa nè. Thì cái nét thừa này là của cái ổ lăng. Đó thì ổ lăng của chúng ta ở đây thì mình sẽ phá cái block của ổ lăng này ra luôn ha. Còn những bạn nào thích sử dụng block để mà chúng ta quản lý á, thì các bạn vẫn để block của các bạn vào block sửa nha. Trong trường hợp này mình sẽ phá ra luôn. Rồi TR Enter mình sẽ cắt bỏ những cái nét không cần thiết, chẳng hạn vị trí này. Rồi bên đây cũng vậy. Ok. Rồi, bảo chuyện bánh răng của mình bên đây mình cũng làm tương tự như vậy nha. Rồi, cái phần cái đường tâm bên đây nè. Các bạn cũng làm tương tự như của mình lúc nãy là chúng ta sẽ xóa bỏ những cái đường không cần thiết đi ha. Rồi ở đây mình đang bị thiếu cái con bu lông nè, thì mình sẽ copy cái con bu lông này qua nữa nha. Ok. Rồi các bạn thấy cái trục của mình cái bán kính bo này nè. Nó thì mình sẽ sửa lại cái bán kính bo này chút xíu. À, hôm bữa thì cái bước trước thì khi mà mình lắp vào thì mình không để ý cái phần bán kính bo này. Ở đây mình sẽ cho nó bo 2 ly thôi. Bạn dùng lệnh ép nè. Rồi chúng ta nhập góc bo vào đây 2 ly. Ok. Rồi như vậy là chúng ta đã có bộ chuyện bánh răng. Cái đường nghiêng răng này các bạn chuyển về nét mảnh giúp mình. Rồi hai cái đường này chúng ta chuyển về nét đậm này. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh tiếng ảnh cho cái bạc chén dầu. Nào bạc chén dầu thì mình sẽ đánh cái tiếng ảnh ngược lại đi. Ngược lại với ổ lăng ở trong ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đánh cái tiếng ảnh cho cái nắp dạng ổ lăng. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh layer để mình tắt bỏ những cái layer không cần thiết đây, ví dụ nến tâm nè, tắt bỏ đi. Rồi tiếp tục mình sẽ tiến hành đánh tiếng ảnh cho nó.
Rồi ở đây chúng ta sẽ đổi màu cho nó. Các bạn sẽ sử dụng cái lệnh Clay ISO ha. Clay ISO nè. Sorry. Chúng ta chọn cái nét màu đỏ. Enter. Rồi sau đó chúng ta quét chọn tất cả nè. Chúng ta sẽ vào cái phần layer của mình. Chúng ta chuyển về cái layer là mảnh đi. Rồi chúng ta dùng lệnh Uninsert để chúng ta bật lại. Ok, nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ cái mặt cắt này nè, các bạn sẽ chuyển về cái dạng Solid. Ta chọn vào Solid nè. Rồi sau đó chúng ta dùng lệnh ME. Ok. Rồi tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng lệnh ME. Đây mình copy cái mặt cắt này đây ha cho nhanh. Rồi chỗ hở nè. Đấy. Rồi các bạn này mình sẽ cho cái mặt cắt ngược lại đi. Mình sẽ copy cái mặt cắt ở đây này. Ok. Rồi ở đây chúng ta sẽ còn những cái mặt cắt của những cái lỗ này nữa. Rồi các bạn sẽ bấm vào đây, chúng ta đánh mặt cắt cho nó luôn. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng lệnh ME. Rồi ở đây chúng ta sẽ vẽ cái đường tâm cho cái lỗ này. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái phần vẽ đường tâm nè. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cái đường tâm này và chúng ta copy nó ra ha. Ok. Rồi giống như cái phần hôm bữa mình có chia sẻ cho các bạn là khi mà chúng ta vẽ xong ấy thì chúng ta sẽ có được cái đoạn từ đầu của con bô lông nè đến cái bậc này nè là 15 ly. Thì bây giờ chúng ta cần phải chỉnh sửa lại cho nó hợp lý đúng không? Rồi các bạn offset ra là 15 ly nè. Rồi ở đây các bạn dùng lệnh stretch để chúng ta kéo tất cả cái đoạn này vào. Rồi chúng ta sẽ kéo cái tiếng ảnh này vào. Rồi ở đây các bạn sẽ xem lại cái chiều dài cái đoạn mirror này của mình là bao nhiêu. Đây các bạn sẽ xem lại ở trong cái quyển thuyết minh của mình. Thì trong trường hợp này mình sẽ lấy là khoảng 45 thôi. Rồi như vậy là mình đã xử lý được cái đoạn ở bên đây. Tiếp tục ở bên đây các bạn cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ vẽ một cái đường X-line từ cái đầu của mô lông. Rồi chúng ta offset nó ra là 15 ly. Rồi từ đây mình sẽ offset nó lên là 5 ly. Mình kéo cái then này lên ha.
Rồi đây mình xem thử là cái chiều dài Mayer này là bao nhiêu. Ở đây mình sẽ lấy là khoảng 60. Rồi mình xóa bỏ cái đường này đi. Ở đây mình kiểm tra lại cái đoạn then này của mình đã 5 ly chưa. Rồi, ok, như vậy là mình đã chỉnh xong. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm cái phần đế hộp ha. Cái phần đế hộp của mình thì mình sẽ vẽ hai cái đường x line. Rồi ở đây chúng ta sẽ đo từ đây đến đây của mình là bao nhiêu. Thì từ đây của mình là 54 nè, thì các bạn subset ra 54. Rồi cái bọn này chúng ta sẽ bo F enter. Trong trường hợp này mình sẽ bo cái góc là 15 ly chẳng hạn. Rồi xóa cái đường này đi, dùng lệnh MA ha. Ở đây chúng ta sẽ có nét đứt nè, cái đường này là đường nét đứt nè. Ok. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cắt bỏ những cái phần thừa đi. Rồi, dưới đây các bạn cũng làm tương tự như vậy nha. Ok. Rồi ở đây chúng ta sẽ có những cái lỗ bô lông nữa để từ từ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái hình chưa đứng nè. Từ bên đây chúng ta sẽ giống qua một đường. Rồi ở bên đây chúng ta sẽ dùng lệnh TR Enter để chúng ta cắt bỏ. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta giống cái đường này qua nha. Hồi nãy mình giống cái đường dưới này mới đúng. Bên trên này mình xóa đi. Rồi ở đây chúng ta sẽ vẽ cái gân tăng cứng. Gân tăng cứng của mình là gân có chiều dày 8 ly, thì mình sẽ offset mỗi bên là 4 ly. Sau đó mình sẽ copy cái gân tăng cứng. Rồi đồng thời mình sẽ lấy đối xứng. Rồi ở đây mình sẽ có cái góc bo. Góc bo này mình bo 4 ly. Rồi dưới đây mình cũng có góc bo. Rồi ở đây mình trim bỏ. Bây giờ mình sẽ copy cái con bu lông đế này. Đây mình sẽ cho nó về chính giữa này một con này. Rồi bây giờ mình sẽ cần copy cái đường cái này ra thôi. Ví dụ trong trường hợp này mình cho là ba con.
mình sẽ copy vào đây. Ở đây các bạn nhớ số chẵn nha. Ví dụ đây là 185 chẳng hạn. Ok. Rồi ở đây các bạn sẽ copy ngược lại bên kia. 185. Rồi cái đường tâm này các bạn kéo dài dài xuống một chút nha. 5 ly chẳng hạn. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi sau đó đây các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường SP-Line để mà chúng ta làm một cái hình cắt cục bộ ấy. Rồi các bạn dùng lệnh BH để các bạn đánh tiếng ảnh cho nó. Ok. Rồi. Từ đây các bạn sẽ chiếu xuống đây ha. Tại vì khi mà chiếu xuống các bạn sẽ đo nè. Từ tâm này đến đây là bao nhiêu nè. Là 27 ly nè. Đó, thì ở đây các bạn sẽ dùng một cái đường X-line offset ra là 27 ly. Rồi ở trên đây chúng ta sẽ có hai cái đường tròn. Đó thì mình sẽ có cái đường tròn đầu tiên là đường tròn này. Rồi đường tròn thứ hai là đường tròn này. Rồi mình sẽ move này xuống. Đây, đầu tiên là mình move nó xuống đây. Rồi. Bây giờ mình mới chuyển cái hai cái đường tròn này nè về cái nét đứt. Đồng thời mình vẽ cho nó một cái đường tâm luôn. Rồi sau đó mình mới copy tất cả nè. Mình dùng lệnh CO. Đây mình copy qua đây. Rồi mình copy qua đây. Rồi mình xóa hàng này đi. Rồi khi mà mình copy qua đây thì các bạn thấy điều gì xảy ra? Chúng ta sẽ thấy cái đường tròn này nó sẽ là nét đứt nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó về nét đậm. Chúng ta bấm vào Modify. Chúng ta chọn rách điểm nè. Rồi chúng ta chuyển nó về nét đậm. Rồi chúng ta phóng nó về. Sau đó các bạn sẽ lấy đối xứng. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái hình chiếu bằng của mình. Rồi hình chiếu đứng của mình thì chúng ta cũng gần như là hoàn thành rồi. Ở đây thì mình sẽ kéo này xuống đi. Ví dụ kéo xuống là 25 ly. Rồi thằng này thì mình trim bỏ. Ok. Rồi ở đây sẵn ở đây thì chúng ta sẽ vẽ cái đường tâm cho nó luôn nha. Để nữa chúng ta sẽ bị quên. Rồi ở bên hình chiếu cạnh bây giờ chúng ta sẽ xử luôn hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh theo đây các bạn sẽ cho mình một cái góc bo. Chỗ này chúng ta cho góc bo khoảng 3 ly thôi. Rồi ở đây các bạn có thể cho nó góc bo luôn. Rồi ở đây chúng ta nằm kéo về đây. Rồi đường tâm này chúng ta kéo dài lên. Ở đây cũng có thể là các bạn cho góc bo ha. Nhưng mà thôi, để đại đi. Rồi đây các bạn vẽ một cái đường SP-Line.
Rồi đây chúng ta chuyển cái nét này về nét đậm nè. Rồi đây chúng ta đánh tiếng ảnh nè. Rồi các bạn dùng lệnh BH các bạn đánh tiếng ảnh. Rồi dùng lệnh ME. Rồi đây các bạn sẽ trim bỏ hai cái đường này đi. Lấy tới đây thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn hai cái đầu trục. Do từ bên đây chúng ta nhìn qua nè, nên mình sẽ đổi cái vị trí cái đầu trục chút xíu, tức là cái đầu trục này nè, mình sẽ cho nó nằm bên đây. Và cái đầu trục nhỏ này mình cho nó nằm bên đây. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ nhanh cái đầu trục. Đây chúng ta sẽ có là từ đây đến đây. Và từ đây đến đây. Rồi ở đây các bạn sẽ kéo ra. Rồi ở đây chúng ta sẽ move nó ra. Rồi chúng ta dùng lệnh ZA. Chúng ta sẽ có thằng này là 2 ly nè. Rồi cái chiều dài then 35. Cái then này của chúng ta nó sẽ có cái kích thước là 8 và 7 nè. Chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật 7 ly. Rồi từ đây chúng ta sẽ move nó vào 5 ly. Rồi cái chiều sâu thì các bạn còn nhớ là ở cái phần trục chúng ta đã có rồi. Nó nằm đây nè. Chúng ta có cái đường kính từ đây đến đây là bằng 26, tức là chiều sâu bằng 4. Thì chúng ta sẽ move thằng này xuống 4 ly đúng không? Rồi mình dùng lệnh TR Enter. Cắt bỏ đi. Rồi dùng lệnh SPLine để vẽ cho nó một cái mặt cắt cục bộ. Rồi bây giờ mình sẽ quay nó lại. Rồi ở đây thì mình sẽ lắp vào bên đây nè. Rồi đây chúng ta vẽ cho nó một cái đường tâm nha. Rồi dùng lệnh BH để chúng ta đánh cái mặt cắt cục bộ cho nó. Rồi tương tự như vậy chúng ta cũng vẽ cho mình cái đoạn trục ở bên đây. Rồi bên đây chúng ta sẽ có cái chiều dài then bằng bao nhiêu đây? 50 nè. 12 nè. Rồi chúng ta sẽ có cái 12 là chiều cao bằng 8. 50. Rồi cái chiều sâu này của mình là nó là bao nhiêu thì mình sẽ xem lại ha. Đây chiều sâu này của mình là xuống 5 ly. Rồi dùng lệnh trim.
Rồi chúng ta sẽ mưu nó về cái hình chiếu cạnh. Rồi BH để chúng ta đánh tiếng ảnh cho nó. Rồi bây giờ chúng ta thử kiểm tra tổng kích thước từ cái đoạn trục này qua cái đoạn trục này của chúng ta nè. Chúng ta có tổng kích thước là bằng 372. Rồi chúng ta kiểm tra đây nè, xem là nó có chính xác hay chưa. Đây 372.2, cực kỳ chính xác đúng không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã tinh chỉnh xong cái bản vẽ của mình. Ở đây thì còn một số phần, ví dụ như đây nè, các bạn sẽ cho nó góc bo cho nó đẹp nha. Ok. Rồi, video này khá là dài, thì mình sẽ đi qua cái bước vẽ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đánh kích thước cho cái hộp giảm tốc của mình nha.